chào sư phụ. Núi của một đỉnh núi của Lạc Dương, nơi này là nơi trú xứ của Đại Đức Thích Tâm Quán. Được hết á. Đi đâu? Có công mài sắt có ngày nên xà beng mà. Cái cây nhanh nhỉ. Tối đây chắc đây mũi không có nhiều quá. Không có một con nào luôn. Ồ hay. Đây là mình đã lên tới đồi của cái đồi phía sau nhà mình. Thì mình chỉ còn một chút tí nữa thôi là sẽ có thể buổi sáng lên như thế này là có thể săn mây được. Buổi sáng 6 giờ trên đây vẫn còn mây lãng đãng đẹp lắm quý vị. Nếu quý vị cần xem hình ảnh của mây thì chúng con sẽ gửi cho bên bộ phận hình ảnh truyền thông để đăng những hình ảnh lên cho mọi người biết. Chúng con để chụp bằng máy cơ rất là đẹp. Bây giờ dính cỏ trời. Xin chào mọi người, chúng ta đang đứng ở trên một con đồi rất là đẹp tại thung lũng của Lạc Dương. Nơi đây đang là một chỗ tu tập dành cho những người thích ở yên một chỗ. Đây là một nơi rất là đẹp bởi vì nó vẫn còn nhiều thông. Chính vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau leo lên cái đỉnh núi này. Và trên đó chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Và xin mời các thầy chúng ta cùng đi tiếp. Ai đi sau thì chờ mọi người dưới chưa có trên cùng mình nữa mà. Giống thầy chi vậy đó. Rồi xin mời mọi người ăn ổi nha. Vô. Đây là trên đỉnh một ngọn đồi ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Xin mời mọi người ăn ổi. Thưa hai thầy, thì cái khung cảnh ngồi ở đây hôm nay đó làm con nhớ tới một câu chuyện. Vào thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp thì có 5 vị tỳ kheo thấy loạn lạc về cái đời sống tu hành và cái vấn đề giáo pháp truyền bá nó bị sai lệch nhiều quá. Các vị muốn tu tập để chứng được đạo quả. Thế nên là các vị đã quyết tâm, 5 vị cùng với nhau leo lên một cái đỉnh đồi núi và leo cái thang lên. Sau đó lên là đạp bỏ cái thang. Trong đó thì trong 5 vị đó thì có một vị là chứng được A-la-hán, một vị là chứng A-na-hàm, 3 vị còn lại thì không chứng gì cả. Thì hôm nay nhân duyên 3 huynh đệ ngồi ở đây trên cái đỉnh núi ở Lạc Dương, ở thị trấn Lạc Dương, có cảm giác rất là mát mẻ, thoải mái, làm con nhớ tới câu chuyện đó. Thì con cũng muốn kể nhắc lại thì cái câu chuyện đó cho hai thầy thôi. Như Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy. Hôm nay chúng con rất là vui khi được sư phụ tạo duyên cho quý thầy cũng như các Phật tử trở về Lạc Dương thăm cái ngôi tịnh thất mà sư phụ đang ở để đọc cái bộ sách Sữa Pháp Văn Mai. Hôm nay chúng con rất là vui vì được ngồi chung với hai quý thầy. Tự nhiên ngồi trong cái không gian mát mẻ trên một đỉnh đồi lớn, nhìn xuống có những ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh. Và con nhớ đến một bài kệ trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: khó thay được làm người, khó thay nghe diệu pháp, khó thay được sống còn, khó thay Phật ra đời. Thì ba huynh đệ của chúng ta là đệ tử của Hòa Thượng Cao Trưởng Thượng Chân Hà Tính.
hôm nay chúng ta có cái duyên được đến với một cái khu đất Sư Huynh tạo ra một cái nơi mà hay còn gọi là cái chốn về cho huynh đệ của chúng ta. Những lúc chúng ta cần yên tĩnh thì phải nói đây là một cái nơi rất là xứng đáng hộ trì cho những người tu hành cần những lúc yên tĩnh để mà soi chiếu lại thân tâm của mình. Thì chúng ta cũng biết rằng thì huynh đệ chúng ta là tu học trong cái môi trường Hoằng Pháp, như vậy thì cái việc Hoằng Dương Phật Pháp nó rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì muốn Hoằng Pháp thì mỗi huynh đệ chúng ta cần phải có một cái tâm lực rất là mạnh, và hai con nói cách khác đó là cái nội lực tu tập để vững chắc. Khi đứng giữa dòng đời chúng ta mới có khả năng không bị nhấn chìm bởi các dục lôi kéo. Thì đây là cái cơ hội rất lớn dành cho những người tu tập chúng ta. Có thể những lúc chúng ta mệt mỏi, có thể chúng ta về lại những cái nơi này, chúng ta dành chút ít thời gian chúng ta tu tập cho chính bản thân mình, rồi sau đó thì chúng ta lại tiếp tục con đường Hoằng Pháp của mình, noi gương theo tổ thầy của mình đã chỉ dạy cho chúng ta. Xuống đi bây giờ mình lấy củi về tối mình đốt hả? Bây giờ quan trọng là lấy củi này. Ủa? Đường này xuống nhanh hơn nè. Đây có cái cây kìa. Kìa có thầy dưới kìa. Vậy sư phụ hả? Xuống nó hơi trơn nha. Đó. Đây đang lấy củi về nhà, về tối đốt lửa trại nướng khoai. Mỗi người đeo mình đang cho ai đó. Trời ơi, dạ rồi. Ai không có củi thì xuống trước chứ sợ người có củi cắm nó đụng á. Rồi vậy ai ấy thì cứ đi chào. Dù sao chúng ta đi chúng ta có lệ phẩm mang về. Lệ phẩm. Nhớ để lại cái khúc cây gãy hồi nãy nghe cho không người ta bỏ mình lên đây đốn cây chứ. Dạ. Cảm ơn camera. Cảm ơn. Chắc không có te được á. Nguy hiểm quá. Không cái này cứng lắm, trông cứng lắm. Đừng cái đóng đó, không có đâu.
cầm cối sẽ đứng đi sau. Sao té đây phải sao? Hôm trước té ở đây đấy. Ở cái này lát nữa có một người á. Người đi sau quăng xuống. Bộ đống này nè. Hiểu không? Chứ để đây lại mất công leo lên lấy. Xuống trước đi, quay sư phụ xuống. Dạ dạ. Đó đó đó. Bây giờ nè, muốn chắc ăn á là quay cái người mình á, quay cái người quăng vậy á. Ờ xuống. Nó nói vậy đó. Từ. Không có té. Đó vậy. Bây giờ mới thấy cái người nhỏ nhắn xinh xắn là. Này chị nè. Rồi tới ai nữa? Bên kia xích cái chân qua bên đó kia. Cây này này, cây này to nè. Dép luôn. Quay ngược người lại. Rồi nãy thấy quay ngược người lại. Quay ngược người lại. Quay ngược người lại. Quay ngược người lại. Nhào nhào nhào. Bên kia. Nhìn bước bên kia kìa. Giống công chúa. Công chúa ở rừng xanh quá. Đu công dây bên đây. Nắm công dây bên đây. Cái bọc bên kia. Bên đây nữa. Ơi. Thấy chưa? Để ý cái bạc đó. Đây. Thấy không? Đang giữ cây luôn, giữ thầy cây khác. Khỏe lắm. Ơi, thầy chơi ơi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Từ. Ngồi xuống đi. Cái bụng đẩy cái giò xuống. Ngồi xuống, cái bụng ngồi xuống. Đó. Rồi. Đúng rồi. Xuống đây có cái dây rồi. Đây. Cắm cái cây xuống đây. Ra được rồi. Xuống đây. Rồi. Thầy đang đi gom nhặt những cành củi khô. Niềm vui của mọi người là niềm vui của thầy Tâm Chi. Rồi xin chào mọi người và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày hôm nay. Di Đà Phật. Đây là những gánh củi cuối cùng mà hành để chúng con với cái niềm vui của đại chúng tối nay, cho nên là rất là hoan hỷ đem củi về nơi chú xứ để có cái buổi lửa trại tối hôm nay. Mô Phật kính thưa đại chúng, tối hôm nay sư phụ thầy cho chúng con có một cái buổi đốt lửa trại ở Đà Lạt. Bởi vì Đà Lạt bây giờ không khí tối lạnh lắm thưa đại chúng, khoảng 12 độ thưa đại chúng. Nên là tối đây sư phụ chúng con cùng với chúng con đốt một lửa trại cũng như là nướng khoai, nướng ngô. Có những bài nói chuyện chia sẻ của sư phụ về cái quá trình sư phụ tu tập Phật pháp để cho đệ tử chúng con biết được cái quá trình tu học Phật pháp của ngài. Cho nên chúng con rất là hạnh phúc. Xin thưa đại chúng. Cành khô rớt xuống lấy chứ không phải là đặt cây tươi.
nhanh lắm á, mình chọn trời cháy nhanh lắm á. Nên là anh không hù hù. Cái nhanh là sư phụ chưa kịp ra mà chạy trên đuôi. Mấy chị em qua uống chào. Thì trước tiên thì con xin thỉnh trên sư phụ dùng nước. Xin mời quý thầy dùng nước và xin mời quý Phật tử chúng ta có thể dùng nước trước khi chúng ta nướng ngô cũng như nướng khoai cho chín, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng ngô khoai. Bây giờ hiện tại là chúng ta đã có trái cây cũng như là nước, mọi người chúng ta có thể tự nhiên chúng ta dùng. Và chúng con cũng mong quý thầy nào có những cái câu hỏi hỏi sư phụ cũng như quý Phật tử mà chúng ta có những câu hỏi để hỏi sư phụ thì chúng ta cũng chuẩn bị để cho cái buổi sinh hoạt của chúng ta nó đầy đủ và ý nghĩa hơn. A Di Đà Phật. Trước tiên thì chúng con xin hỏi sư phụ có một câu hỏi rất là đơn giản, là chúng con tổ chức cái buổi tối hôm nay thì sư phụ có thấy điều gì ý nghĩa? Chúng con không biết là sư phụ có được dự đốt lửa trại như thế này và cùng với đệ tử của mình cũng như quý Phật tử được ngồi như thế này hay chưa. Con kính mong sư phụ hoan hỷ chia sẻ. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, vào ngày mùng 5 tháng 1 2024, thầy lên thất ở Đà Lạt để ghi âm bộ Sứa Pháp Ban Mai cho đến hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024, vừa hoàn thành hơn 80 bài. Ngày mai thầy sẽ trở về chùa Hoằng Pháp. Nhân dịp này ở trên chùa có cho xe xuống đón thầy về, và cũng cái nhân duyên này có thầy Tâm Tri, thầy Tâm Dược, thầy Tâm Cung cùng với quý Phật tử được lên tỉnh thất nơi thầy đang thu âm bộ Sứa Pháp Ban Mai nơi đây, và được đi tham quan một số nơi tại Đà Lạt. Đồng thời cũng là nhân duyên tối hôm nay chúng ta có đốt lửa để sưởi ấm trong cái thời tiết rất lạnh ở Đà Lạt này. Và buổi đốt lửa này đó, theo thầy nó cũng mang rất là nhiều ý nghĩa. Như chúng ta biết á, đặc điểm của lửa là ánh sáng. Ánh sáng thì tượng trưng cho trí tuệ. Bóng tối tượng trưng cho vô minh. Nếu chúng ta thắp sáng trí tuệ thì có thể phá tan được bóng tối vô minh. Mà vô minh có nghĩa là gì? Đó là không có sáng suốt. Thế gian là vô thường, mình nghĩ là thường. Thân người là khổ, chúng ta lại cho là vui. Ngủ ấm, vô ngã, chúng ta cho là ngã. Từ đó mình chạy theo ngũ dục, tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ, tạo biết bao nhiêu ác nghiệp để rồi phải trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo. Nhờ có ánh sáng trí tuệ mà chúng ta thấy được thực tướng của thế gian là vô thường,
thân người là khổ, ngủ ấm là vô ngã, để chúng ta không còn bị ngũ dục lục trần làm đắm nhiễm để gây tạo tội ác. Mà ánh sáng trí tuệ đó có từ đâu? Có từ những lời Đức Phật dạy. Nhờ những lời Đức Phật dạy mà chúng ta có được trí tuệ sáng suốt, nhìn thấy được thực tướng của thế gian là vô thường, thân người là khổ, ngũ ấm là vô ngã. Và đặc tính của lửa cũng thiêu đốt được tất cả mọi vật ở trên cuộc đời này. Ánh sáng của ngọn lửa tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ thì cũng có khả năng thiêu hủy tất cả các phiền não, tham sân si của chúng ta. Thứ ba, ánh sáng trí tuệ, hay nói cách khác, lửa cũng có đặc điểm là sưởi ấm. Thế gian này lòng người lạnh lẽo, ích kỷ, chia rẽ. Chúng ta dùng cái ngọn lửa trí tuệ để sưởi ấm lòng người, làm cho mọi người được gần gũi nhau hơn, thương yêu nhau hơn, cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn. Ý nghĩa của ngọn lửa là trí tuệ. Trí tuệ thì có khả năng phá trừ vô minh. Ánh sáng trí tuệ có khả năng đốt cháy phiền não. Và ánh sáng trí tuệ cũng có công năng sưởi ấm lòng người. Cho nên đối với người học Phật, chúng ta phải luôn luôn cố gắng thắp lên ngọn lửa trí tuệ. Và muốn thắp được ngọn lửa trí tuệ thì chúng ta cần phải học Pháp. Nhờ có Phật Pháp mà chúng ta mới thấy rõ được sự thật của cuộc đời này. Chúng ta mới có khả năng để đoạn trừ phiền não và sưởi ấm cõi đời. Thầy mong rằng là việc mà hôm nay chúng ta đốt lửa, trên thực tế là mình sưởi ấm không khí lạnh ở Đà Lạt này. Bởi vì tất cả chúng ta ngồi đây giờ này ai cũng lạnh hết. Mà chính cái ngọn lửa này đã sưởi ấm được mình, thì cái ngọn lửa trí tuệ cũng có công năng sưởi ấm được cuộc đời này. Chúng ta cố gắng phát huy ngọn lửa trí tuệ để giúp cho bản thân cũng như tha nhân được an vui hạnh phúc. Và thầy nghĩ đó là ý nghĩa của tối hôm nay chúng ta đốt cái ngọn lửa này. A Di Đà Phật. Giờ này chúng con xin mời quý thầy và quý Phật tử chúng ta tiếp tục có những câu hỏi hoặc là chúng ta trò chuyện để cho cái buổi tối hôm nay có thể ấm cúng hơn ạ. A Di Đà Phật. Chúng con mời thầy Dược đi ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ Trương Minh. Kính bạch quý thầy cùng các Phật tử. Hôm nay chúng con rất là vui và xúc động. Vì lâu lắm rồi bản thân huynh đệ chúng con mới có cơ hội được ngồi gần bên sư phụ, mà được đốt lửa nướng bắp, rồi trò chuyện với các Phật tử, rồi được sư phụ chia sẻ về những cái hình ảnh rất là ý nghĩa về lửa. Trong đó chúng con thấy sư phụ có dạy rằng lửa phát sáng, mà lửa chính là trí tuệ trong tâm của mỗi người. Và bản thân chúng con hôm nay được ngồi ở đây, chúng con cảm thấy may mắn. Vì từ lúc mình xuất gia đến nay, được sư phụ hướng dẫn, chỉ bảo, bao bọc, và chúng con mới có cơ hội tồn tại và tu học cho đến ngày hôm nay. Và con nhớ đến một bài kệ trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy
là vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ. Do vậy chớ luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Đọc lên bài kệ này, chúng con nhớ đến cái câu chuyện của một vị tỳ kheo. Trước khi xuất gia, vị tỳ kheo là một vị vương tử rất giàu có, nhưng nhìn thấy hình ảnh của Thế Tôn mà phát khởi cái thiện tâm mà xuất gia tu học. Và sau khi xuất gia tu học thì đã nánh vào trong khu rừng để tu tập. Và vị tỳ kheo tu tập rất là tinh tấn, và đôi khi chính cái sự tinh tấn đó, đôi lúc ở trong những khu rừng lớn yên lặng như vậy, nhưng vị tỳ kheo vẫn nghe những âm thanh từ những thành phố lớn vọng về, làm cho tâm vị tỳ kheo chao đảo nhớ về cái hình ảnh là một vị vương tử hướng sống đầy trong dục lạc nhưng phát tâm đi tu. Và có những lúc mà muốn trở về với đời, chúng con thấy hình ảnh một vị tỳ kheo mà phát tâm dũng mãnh đi tu, mà đôi khi ẩn trong rừng sâu rồi mà nghe tiếng nhạc, tiếng của những người nữ, tiếng của danh nội mà vẫn trạo hối trở về, vẫn mong muốn trở về. Và con nhận thấy được rằng từ câu chuyện đó, chúng con thấy một vị tỳ kheo tinh tấn mà vẫn còn như vậy, huống chi là huynh đệ chúng con thật sự may mắn có những lúc gặp những khó khăn trong tu tập mà được gần sư phụ, được sư phụ dạy bảo. Và đôi khi nhìn thấy hình ảnh sư phụ mà tu tập đến nay đã 50 năm, và chúng con mới đi một chặng đường thì khoảng 1/5 chặng đường của sư phụ. Đôi khi nhìn thấy sư phụ mà tự động viên khích lệ mình phải cố gắng, bởi vì thầy của mình đã cố gắng cả cuộc đời, tổ đã dành chọn cả cuộc đời, vậy thì mình là đệ tử thì mình cũng phải cố gắng. Nên lần này chúng con về đây mà hữu duyên mà được gặp sư phụ rồi được quây quần bên sư phụ, chúng con vui lắm. Và chúng con nguyện sẽ cố gắng học và tu đúng như những gì sư phụ đã dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trước khi đến với những câu hỏi khác thì sau đây chúng ta sẽ nghe qua một giọng ca lẻ bất đắc dĩ với bài hát là Niềm An Vui. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Vui vẫn luôn có thần, như bữa cơm thanh đạm giữa cà giang đơn thôi, người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao giang vào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tàn não phiền, xa nẻo mê danh lời sắc tài, làm thân tâm hằng sầu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Không thấy ai trả về đó. Cơ hội chúng ta được gần gũi với sư phụ mà trong buổi tối mà có đống lửa này rất là quý hiếm đó mọi người. Bây giờ xin hỏi chú Bền nha, từ khi mà chú Bền vô chùa
chú Bền được cái cơ hội mà chở sư phụ đi Phật sự nè. Thì chú Bền có những cái ý nghĩ gì, suy nghĩ gì về khi mình được chở sư phụ đi Phật sự này, Phật sự kia? Và trong những chuyến đi đó thì sư phụ đã chỉ dạy cho chú những điều gì? Thì trong buổi tối hôm nay mong chú Bền hoan hỷ chia sẻ cho mọi người, để mọi người biết được sư phụ đã chỉ dạy cho chú điều gì và chú có những suy nghĩ gì về sư phụ. A Di Đà Phật, xin mời chú nha. A Di Đà Phật. Cầm cái này chú nói. Hôm nay con được sự sư phụ và quý thầy, con rất là hạnh phúc của con. Thì ngày con bước vô chùa 2010 tới nay thì con được sư phụ và quý thầy sống cuộc đời của con để trở lại được biết Phật pháp nhiều hơn, được chở sư phụ thì con rất là hạnh phúc, rất là vui. Những lời sư phụ chỉ dạy con được những lời được tốt đẹp. Sư phụ với quý thầy tốt với con là không có bao giờ đền đáp hết. Nổi đâu con gắng cố gắng để lo phần sự chở sư phụ quý thầy, là nhân viên của con được tốt dữ lắm. Mẹ con lúc mất thì nói lại là trở lại là con gắng cố gắng ở chùa để lo phục vụ tốt hơn, càng tốt hơn. Con có gì sai thì nhờ sư phụ và quý thầy hướng dẫn con thêm. Con rất là cảm ơn sư phụ và quý thầy nhiều lắm. Cũng xin thay mặt cho chư tăng chùa Hoằng Pháp là cảm ơn chú Bền nói riêng và các chú tài xế nói chung trong những năm qua đã chở sư phụ cũng như là quý thầy đi Phật sự, đi học. Thì nói một cách khách quan thì cái bộ phận tài xế cũng rất là mệt. Tại vì phải đôi khi là phải cái công việc Phật sự nó đến bất ngờ thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là giấc ngủ của các chú. Tuy thế thì các chú lấy cái tinh thần phụng sự Tam Bảo, biết được cái gì là phước, cái gì là nhân là quả. Do đó thì các chú đã nhiệt tâm nhiệt tình đối với Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo một cách tích cực. Cho nên chính vì thế thì chư tăng cũng rất là hoan hỷ và mong cho chú cũng như là gia đình của quý chú trong bộ phận tài xế lái xe thì luôn luôn được khỏe mạnh, an lạc, gia đình êm ấm, hạnh phúc và mọi sự được thành tựu như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Và sau đây đại chúng chúng ta sẽ đến với bộ phận phòng phim. Cho một tràng pháo tay rồi. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy cùng mọi người. Thì con vô phòng phim được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó thì cảm thấy rất là thương sư phụ. Con thì không có quy y ở chùa Hoằng Pháp, nhưng mà sư phụ như là y chỉ sư của con. Tại vì hồi nhỏ là mẹ con dẫn con đi quy y ở chùa khác. Từ ngày con vô chùa là con giống như là đệ tử của sư phụ vậy. Con hỏi con thì con nói sư phụ là sư phụ của con thôi. Còn pháp danh với lại chùa nào quy y thì con không trả lời. Trong khoảng thời gian 3 năm thì được làm việc với các chú phòng phim. Các chú lớn hơn con rất là nhiều. Mỗi người là mỗi tính khác nhau, nhưng mà con cảm thấy rất là mến các chú. Không biết tương lai sẽ còn ai, nhưng cứ tự nhiên đi Như, không sao đâu. Có gì mình nói nấy thôi à. Xúc động quá hả? Thôi, không sao đâu, không sao, bình thường. Nói xong tí nữa mình hát bài là hết xúc động liền.
À, không biết tương lai là sẽ còn ai ở lại, nhưng mà nên trân trọng cái phút giây còn được gần bên nhau như vậy. Con thấy vô chùa là một cái việc mà con trân trọng nhất trong cuộc đời tới bây giờ. Hay quá, như chia sẻ hay quá. Xúc động quá. Xúc động. Con sẽ hát tặng cho mọi sư phụ với quý thầy một bài. Bài Hiểu và Thương ạ. Hay quá, mọi... vỗ tay xin một mọi người hát chung nha. Nào, ủng hộ Như nè. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây say đắm yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu, thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương. Hiểu là hả? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Con được biết đến chùa Hằng Pháp đến thời điểm này là khoảng 20 năm. Đúng rồi. Còn được ở trực tiếp tu tập thì khoảng 10 năm. Thì đợt tri ân Phật tử lần thứ 6 là con được đón cùng sư phụ quý thầy và tất cả mọi người là được 6 lần. Thì con rất là hạnh phúc. Thì quá trình là con càng được ở chung với quý thầy và đại chúng, được tu tập dưới sự hướng dẫn của sư phụ quý thầy và đại chúng, thì mỗi ngày con được thấm nhuần cái lời Đức Phật dạy. Con được cảm nhận được cái tình thương của sư phụ đối với tất cả mọi người. Một sự bình đẳng, thương yêu, không có phân biệt người thân hay là người ngoài, Phật tử quy y hay là Phật tử ở nơi nào khác. Và mỗi lần ăn cơm với đại chúng thì sư phụ đều chia sẻ, dạy bảo từng ly từng tí. Nhất là sư phụ luôn đề cập tới những cái vấn đề rất là cơ bản nhất là làm người, đạo làm người, rồi sự biết ơn, đền ơn, rồi sự tu tập cho chính bản thân mình, giữ nền tảng năm giới cơ bản. Thì con thấy tất cả những gì sư phụ dạy chúng con là đều rất là thương chúng con, để cho chúng con tự nương tựa vào bản thân mình, rồi tin sâu nhân quả, rồi thực hành lời Phật dạy để làm nền tảng giúp đỡ cho bản thân và tất cả mọi người, nhất là những người thân của chúng con. Khi chúng con quay về gia đình, con làm ở thư viện, mọi người đến hỏi sách này kia thì con chỉ nói là cái cuốn bài học người Phật tử của sư phụ rất là tâm huyết, chia sẻ cho mọi người những cái cơ bản nhất của người Phật tử khi đến chùa. Một người mới tìm đạo phải học, phải làm những cái gì cơ bản để từ đó mình phát triển lên. Nhiều người vô thư viện con tìm những cuốn sách rất là cao siêu, nhưng mà hỏi những cái nền tảng thì không biết, thì con thấy rất là buồn. Thành ra con cũng cố gắng lan truyền những cái gì mà con học hỏi, con được sư phụ quý thầy chỉ dạy đến cho mọi người, để mọi người cũng được như con, là mình đặt những cái nền móng cơ bản nhất, rồi mình từ từ mình phát triển lên để mình là một người Phật tử chân chính, chứ không có đi càng ngày càng xa rồi mà lại đi sai hướng thì uổng một đời tu hành, rồi lại ảnh hưởng tới những người khác. Nhiều khi mình đi sai, mình dẫn những người khác đi sai như mình thì tội mình là tội người ạ. Dạ, con xin hết ạ. A Di Đà Phật, cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Chỉ xin hỏi cô Trang. Dạ, Nam
Dạ con. Phước đi lớn lắm rồi. Xa quá đó, ở xa không có sống. Cân bằng sự ổn định trong mỗi tâm thức ạ. Dạ, và là nơi giao thoa giữa đồng và tỉnh ạ. Khi vượt qua cái cổng này thì gia đình nhà mình được. Vâng, đồng hành. Xin thưa với mọi người, đây là chỗ tượng Phật A Di Đà. Ở đây là đỉnh tháp Kinh Luân. Hai cái biểu tượng quan trọng ở Sâm Tình Hiêu. Tượng Phật A Di Đà thì ở đây người ta sẽ gọi là tượng Phật Trường Thọ hay là tượng Phật Vô Lượng Thọ. Mà Trường Thọ hay là Vô Lượng Thọ thì chính là Phật A Di Đà thôi, chứ không không có gì xa lạ. Đó là bảo tháp Kinh Luân, nơi mà ghi cái câu thần chú Án Mani Bát Di Hồng, Án Mani Bát Mi Hôm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 tầng tháp. Có 7 tầng tháp như vậy. Và nó có một cái bạc đạn ở dưới để mình xoay, để xoay được, và gió thổi cũng xoay. Ở đây là những cái biểu tượng rất là linh thiêng, rất là linh thiêng của Phật giáo Kim Cang Thừa Mật Tông, xuất hiện từ thế kỷ thứ 7 ở cái vùng đất Nepal, Ấn Độ. Rồi cái vùng mà của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya. Là xin chào mọi người. Xin mọi người có thể tham quan. Mấy khu dưới này khu đang làm nhiều. Chơi chơi thoải mái mà chơi ăn cơm về thôi. Ừ. Chơi có chụp hình đi, thẳng ra chơi đi. Ai mà xuống xe trước. Bum bum bum.
lại được vô không? Sao quá không thấy. Mắt kém mà không thấy. À, chánh điện của các cái chùa Mật Tông á, Kim Cang Thừa đó, thường họ rất là nhiều màu, xanh lá, màu hồng, màu đỏ, xanh dương, họ 7 màu lận. Tại vì theo cái thuyết gì vũ trụ nhân sinh gì đó, thì là nó có 7 màu sắc để hòa quyện trong những cái màu đó. Thì Phật giáo Mật Tông là họ quan trọng về cái vũ trụ, sự giác ngộ bởi những cái tinh hoa, những năng lượng, toàn bộ vũ trụ nó sẽ về trong cơ thể mình để mình có thể tiếp nhận và hòa với năng lượng đó, và mình tiếp nhận năng lượng đó nên mình đạt được sự giác ngộ. Đó là theo cái thuyết của Mật Tông. Bây giờ mình lên chắc chánh điện. Chắc đây gọi là chánh điện. Mình lên mình để dép bên ngoài ha. Mình lên. Cấm quay phim chụp hình kìa. Quay ngoài này thôi, mình sẽ không quay phim không chụp hình. Hẳn đứng hẳn hình đó. Nên là phải bỏ tiền ra để làm các mạng Đà La rồi đỉnh trầm. Nói chung mới thấy tại sao mà dường như thấy bên Phật giáo Bắc Tông á mà hay chẩn tế đó. Hình thức chẩn tế đó bắt nguồn từ đây nè. Thì đây là tới cái bàn tay Phật, bàn tay vàng của Phật. Và sau lưng đây là trước mặt đây là tượng Phật Di Lặc. Tiếng Phạn là Maitreya. Maitreya. Maitreya như là từ bi đó, bây giờ là từ thị đó. Ngài là một trong những vị Phật tương đối quan trọng, bởi vì đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, nghĩa là vị Phật của tương lai. Ở bên kia là Phật hồi nãy, Phật Vô Lượng Thọ là Phật Di Đà, là Phật quá khứ. Ở trong chính điện là Phật Thích Ca, là Phật hiện tại. Ở đây Phật Di Lặc là Phật tương lai. Bây giờ mình đi nhiễu Phật, đi từ trái sang phải. Thôi bây giờ mình tham quan xong rồi mình đi về. Chào, mình đi về thôi. Uống cơm đi rồi đi về vàng vàng gì. Đây bây giờ là mình đã đi xong về Bảo Tháp Kinh Luân ở Sâm Tình Hiêu, huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt là 42 cây số. Thì chuyến tham quan Sâm Tình Hiêu tới đây là kết thúc. Chúc mọi người cuối năm luôn được bình an, hạnh phúc bên gia đình và sự ký tự như ý, để chuẩn bị bắt đầu cho một năm mới bình an. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ bây giờ con mới xuống, bây giờ xe mới tới. Đấy, rồi đang đi xuống nó cũng nhanh lắm, xuống xíu. Cái này cho xe ba chục chỗ lên chú ra thôi. Xin chào mọi người, bây giờ là đoàn của chúng con đang đứng ở tại đỉnh núi Lang Biang thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trong những ngọn núi cao nhất của Lâm Đồng cũng như là cao nhất của Tây Nguyên. Nếu của tỉnh Lâm Đồng thì nó là đỉnh núi cao thứ tư của tỉnh Lâm Đồng và là đỉnh núi cao thứ bảy của năm tỉnh Tây Nguyên, với độ cao là hơn 2.234 m. Và đây là biểu tượng chữ Lang Biang của tên đỉnh núi này. Tí nữa chúng ta sẽ đi chụp. Đâu? Đưa con gà thầy. Đâu? 1.950. Ở cái độ cao thôi. Ở độ cao 1.950 m. Nước nào đâu anh Nhân? 31. Cao quá ta. Châu vàng. Cưỡi ngựa kìa Như. Nó sơn lại đó, hôm bữa chỉ trắng không nên nó sơn thành tình nữ màu đó. À thầy, thầy trước ông nhầm, đi lên cô, ông nhầm. Trời ơi, cái này nó mờ quá, không thấy được. Ê, chụp hình đi. Thấy gì đâu. Không có thấy gì coi chứ. Rồi rồi nó hết luôn à. Nè thầy ba đây coi đi. Hả? Đây có nút nè. Thôi nó vậy nó vậy, thầy chụp bánh đây hết đây. Ồ, bóp lửa kìa.
Với lại cái này á, nó ra hoa quanh năm mà mỗi lần trổ á, là nó trổ đầy cây luôn, mà bông nó rất là bền, có thể tới mấy tháng nó mới tàn. Nhưng đối với những người mà không có tình cảm như Tâm á thì rất là lãng xẹt. Tâm là chỉ đi đến những nơi nào mà có lẩu. Trước khi đến với tình yêu là phải no cái bao tử, cái bụng tròn rồi sẽ tính đến cái chuyện lãng mạn sau. À, bây giờ xin chào mọi người, kết thúc cái cuộc hành trình 2 ngày 2 đêm tại chuyến đi thăm Đà Lạt, Lạc Dương, lên chỗ thất của sư phụ đang tịnh tu, đang đọc audio bộ sách Sửa Pháp Ban Mai, và sư phụ đọc những bài cuối cùng để kết thúc cái series, cái chuỗi audio này. Kính chúc mọi người được nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường như ý, và chuẩn bị còn một tháng nữa là đón Tết dương lịch. Tết năm con gì ta? Giáp Thìn. Tết năm Giáp Thìn được nhiều an lạc hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.